Em Mai trà Tân Cương xin mến chào tất cả các bác ạ. Quý cô chú bác anh chị uống trà ngon, trà chuẩn Tân Cương thì liên hệ trực tiếp cho Thanh Mai nhé. Trà bên nhà Thanh Mai là trà chuẩn Tân Cương, rất là ngon, giá từ 250k một kg trở lên anh chị nhé. Và làm thủ công cho nên trà rất là ngon các bác nhá. Đấy, chuẩn xịn anh chị nhé. Đấy, đây là em quay qua cho các bác xem cánh trà. Rồi Thanh Mai sẽ lên lan cho anh cô chú bác anh chị mình chọn nha. Bên nhà Thanh Mai ship hàng toàn quốc, ship nhanh và đảm bảo tuyệt đối. Cô chú bác anh chị yên tâm khi đặt hàng nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0372094157. Tất cả là trà ngon của Tân Cương, giá sẽ từ 250k 1kg trở lên cho đến đôi triệu 1kg anh chị nhé. Rất là ngon ạ, chuẩn sạch anh chị nha. Sự nhận 4N ghép lũa đây, nó đang ở đây rồi thì lên luôn thôi nhá. 2, 4, 6, 8 11 lá không nhá. Những chậu này năm ngoái là hoa hết rồi anh chị nhá, hoa đẹp lắm. Hoa em để trên màn hình ấy là hoa chụp tại vườn luôn đấy các bác nhá. Đây, chậu này Thanh Mai để cô chú bác anh chị mình giá là đây chị nhận, nó là dòng xếp rụt cơ nhá. Đây ạ, nó là dòng xếp rụt và giá rất là to đấy. Chậu này Thanh Mai để cô chú bác anh chị mình Mitsu nhá. Nó là dòng Mitsu đấy, không phải dòng tầm thường đâu. Không phải là dòng 4N mọi khi các bác mua như thế này đâu. Như thế này hoặc là trồng cao lên thì nó cũng chỉ là lá xếp thôi các nhá. Lá xếp ạ. Đây là lá xếp. Đấy. Cái này là Mitsu ạ. Chậu này Thanh Mai lên với giá là em để giá yêu thương các nhá. Đây ạ, chậu gỗ xịn nũa luôn. Thanh Mai để các bác là 550k. 550k các bác nhá. Lũa mít chậu là đã hết 130 rồi. Lũa mít chậu là đã hết 130 rồi các bác nhá. Đây là chậu nhãn 4N trong chậu gỗ các bác nhá. Ba ngọn. Ba ngọn này Thanh Mai để rẻ cho các bác này. Nó bị lỗi lá ấy. Đó, nó khô rồi các bác có đảm bảo được cái cây lan các chơi vài năm mà nó không bị lỗi lá nào các bác ạ. Không thể tránh khỏi được con nhá. Đây ạ. Nhưng mà nó là hàng thuần ăn nắng ăn mưa, các bác thấy không, lá nó vàng ươm này. Đẹp lắm. Em để nó ăn nắng đấy, các bác đẩy vào chỗ mát là tự nó xanh à. Đấy. Chỗ này ba ngọn các nhá, ba ngọn đây. Thế mai để là 1,2 triệu, 1,2 triệu các nhá. Thế mai để các bác 1,1 triệu thôi ạ, 1,1 triệu. Chỗ này hai cây. Lá to lắm. Đây tất cả là dòng mít, mít rụt các nhá. Mít rụt, cây này nó bị lỗi. Đây. Nó khô rồi các nhá. Đây Thanh Mai để dạy cho các bác. Nếu như kiện là cái này nó thuần lâu rồi. Đấy các bác yên tâm nhá. Nó thuần rồi cho nên là các bác yên tâm về, nó không ảnh hưởng gì và hoa là nó sẽ ra, đảm bảo cho các bác. Nó không bị trột và hoa tự nhiên. Các bác có chơi hoa xong nó không ảnh hưởng đến cây các bác nhá. Còn những cái hoa mà hoa kích hoa ấy là nó sẽ ảnh hưởng đến cây nếu các bác không biết chăm. Các bác nhá. Đấy chậu này hai cây này. Đấy đẹp không? Đẹp không các bác ạ? Thế này mới thay từ cái chậu nhựa sang cái chậu gỗ cho nó nhìn cho nó đẹp á. Trước là nó trên chậu nhựa. Đấy, chậu này nhá, mít này nó rụt này, các bác thấy không? Phải không? Cái dòng mít này thì hoa của nó bền từ 2 đến 3 tháng các nhá, 3 tháng luôn ấy. Đấy, rất là bền luôn. Chậu này Thanh Mai để cô chú bác anh chị mình giá rất là yêu thương nhá. Giá rất là yêu thương, nó lỗi cho nên em bán thanh lý cho các bác chậu này. Các bác về Tết ngắm hoa xứng đời luôn. Hai cây nhá, hai cây tới đây có mà chả bảy bông. Đẹp lắm. Chậu này Thanh Mai để cô chú bác anh chị mình giá là 1,3 triệu nhá. 1,3 triệu. Các bác lên giúp em là B1 được. B1 1,3 triệu. Rồi Thanh Mai sang B2. Ôi dồi ôi. B2 đỏ, bò sữa đỏ này. Đỏ bò sữa này các bác này. Đẹp không? 2 4 6 8 10 cặp lá không nhá, 10 cặp lá. Cây cao thân tròn các nhá. Nó thuần lâu rồi, cây cao thân tròn. Đấy. Tới đây nhiều hoa các nhá, rất là nhiều hoa luôn. Chỗ này Thanh Mai để cô chú bác anh chị mình giá là 950k. 950. Thì cái cặp lá của nó khác so với con trâu nhập về. Những con trâu nhập về có phải tưởng tượng là cái lá của nó rất là bé nhá, nhiều cặp lá nhưng mà nó là lá bé. Còn đây là những cái lá nó đã trưởng thành lá to, thì nó rất là khác nhau cũng nhá. Đấy. Đây là có bác các bác ở sau bên kia họ bán 500 700 là những con trâu của giá 5 700. Bác nhá.
cây rất là to thuần ở mình con nha. Chứ nó không phải là những cái cây mới nhập về đó, thì các bác mua rồi các bác sẽ biết ạ. Nó to như này bán giá đấy, nó khác nhau chứ nha con nhá. Đấy, chơi một cây đây, dễ non này con này, đẹp lắm. Chỗ này chỗ đất nha. Chỗ này thì mai để cô chú bác anh chị mình giá là 950k, 950 thôi nhá. Cao lắm, em này cao lắm. Em này được một con này, em này được một con con nhá. Một con này này, nó chưa chui ra hết con nhá. 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá con nhá. Chậu số 3 350 chậu 2 cây con nhá. 350 chậu 2 cây này. Tôi dừng chậu 3 cây này. Đằng lá sừng trâu đẹp này. Chậu này Thanh Mai để là 800, quá rẻ. Chậu VIP này các bác này, rụt dịt các bác nhá, rụt dịt. Đấy, rụt dịt các này, lá 8, coi như lá 8 sen. Mấy chậu lúc nãy Thanh Mai lên ấy, cái chậu số 3 ấy, lá 10 sen các bác nhá. Số 3 lá 10 sen, chậu số 2 lá 10 và 8. Số 2 lá 10 và 8, chậu số 1 8 và 10, có cả 10 luôn các bác nhá. Chậu này là 8 này, chậu này lá 8. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 về 1 cặp lá rưỡi các bác nhá. 11 cặp lá rưỡi, năm ngoái nó cũng ra được mấy bông rồi các bác nhá. Đấy, cái này là hồng sắc pháo cũng nhá. Đấy. Chậu này thì mai để cô chú bác anh chị mình giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu cô chú bác anh chị nhá. 1.1 triệu ạ. Mai theo số điện thoại là 0372 094 157. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.